Xin chào, đứng bên cạnh tôi đây là chiếc Toyota Vios, một trong số những sản phẩm hiếm hoi được phong thánh tại Việt Nam. Và đây là phiên bản cao cấp nhất Toyota Vios G, thiết kế hoàn toàn mới 2018-2019, vừa ra mắt tại Việt Nam ngày 1 tháng 8 năm 2018 vừa qua. Hôm nay chúng ta tìm hiểu với giá bán 606 triệu, chiếc Vios này có gì đặc biệt. Đây chính là phần đầu xe của chiếc Vios 2018 này. Một thiết kế hoàn toàn mới với sự thay đổi gần như toàn bộ ở phía trước. Chúng ta sẽ có cụm ca lăng hình thang cỡ lớn được sơn đen bóng. Cụm đèn chiếu sáng này cũng được thay đổi toàn bộ, mặc dù thì công nghệ cũng không có gì mới lạ khi chỉ được trang bị đèn halogen thay vì đèn LED như các phiên bản cao cấp hơn. Ở phần đèn chiếu sáng này trên phiên bản Vios G 2018 chúng ta sẽ có đến 3 sự thay đổi, bao gồm giải đèn LED định vị ban ngày. Cụm đèn chiếu sáng chúng ta sẽ được bổ sung thêm hai công nghệ mới, đó chính là công nghệ bật tắt tự động khi trời tối. Và công nghệ thứ hai đó là đèn chờ dẫn đường. Với hai công nghệ này chúng tôi có một video ở phía dưới, các bạn có thể ghé qua để tìm hiểu thêm. Chúng ta sẽ cùng đi đến phần thân xe. Phần thân xe theo ý kiến cá nhân của tôi chính là phần mà có ít thay đổi nhất trên chiếc Vios phiên bản mới này. Gương chiếu hậu cùng màu thân xe được tích hợp sẵn đèn xi nhan, cùng với đó là gương sẽ được điều chỉnh điện và gập điện. Phần la răng chỉ thay đổi một chút ít về kiểu dáng, không có nhiều sự khác biệt về kích cỡ so với bản cũ. Điểm tôi ấn tượng nhất có lẽ là nằm ở vị trí tay nắm cửa. Một chiếc tay nắm to ngang với Fortuner, được mạ chrome sáng bóng và đặc biệt được tích hợp thêm nút bấm mở cửa thông minh đi kèm với chìa khóa thông minh. Với tay nắm cửa này, chúng ta chỉ cần mang chìa khóa theo mình, bấm nhẹ là chúng ta có thể mở cửa và khóa cửa. Đây là một tính năng khá là hay và là một tính năng mới trên Vios phiên bản này. Phần đuôi xe của chiếc Vios này có một thiết kế khá là lạ so với bản trước đó, khi chúng ta sẽ có một kiểu dáng thuôn dài hơn, phần hình dạng rút ngắn lại. Tuy nhiên thì cái dung tích chứa đồ của chúng ta vẫn không thay đổi. Điểm đặc biệt đến từ cụm đèn của chiếc Vios này, toàn bộ hệ thống đèn phanh, phanh dưới và phanh trên cao đều là đèn LED, giúp chúng ta có tốc độ phản hồi nhanh gấp 5 lần so với đèn halogen dạng thường. Một điểm nâng cấp đáng chú ý nữa trên chiếc Vios G này so với bản cũ, đó là chúng ta sẽ được trang bị sẵn hai cảm biến lùi, giúp cho các bạn an toàn hơn khi mà chúng ta lùi xe. Đáng tiếc duy nhất đến từ chiếc Vios G này có lẽ chính là camera lùi, khi Toyota Việt Nam vẫn chưa trang bị chiếc camera lùi cho phiên bản Vios này, và đây là một trong những thứ mà khách hàng cần phải nâng cấp thêm. Xem nào, chúng ta sẽ Vios này như cũ thôi, nội thất màu kem sáng, ghế da cao cấp khá là mềm. Chúng ta sẽ có đủ 3 tựa đầu cho bàn ghế phía sau. Và một điểm khá là tiện nghi của chiếc Vios này, cơ bản thôi, đơn giản nhưng lại cực kỳ hữu dụng, đó chính là kệ tì tay này. Ở tư thế này các bạn ngồi sẽ như tôi bây giờ, và tôi thấy là khoảng đầu rất là rộng rãi, không gian rộng, và đặc biệt khoảng để chân quá một găng tay của tôi. Cùng với đó, với chiếc kệ tì tay này đi kèm với hai khay để cốc, chúng ta sẽ có một tư thế ngồi ngả lưng khá là thoải mái. Hàng ghế sau của chiếc Vios này thì không thể trượt và ngả được, tuy nhiên thì chúng ta sẽ có một chế độ gọi là chế độ gập ghế 60-40 để gia tăng thêm cái diện tích để đồ. Tôi sẽ gập thử cho các bạn xem. Đây chính là gập 60 khi mà tôi gập cái băng lớn. Phía bên tôi này là gập 40. Và khi chúng ta gập như thế này thì toàn bộ khay hành lý chúng ta rất là rộng, và ngay lập tức khi các bạn đi trên đường này cần lấy thứ đồ gì trong cốp, chúng ta có thể gập ghế và lấy ngay thay vì phải dừng xe hoàn toàn. Đây cũng là một tính năng rất là hay, và Toyota đã làm rất tốt cái sự tiện dụng của mình trên chiếc Vios này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lên hàng ghế trên cùng, khoang cabin, để xem Vios này có gì khác lạ. Bây giờ thì tôi đang có mặt trong khoang cabin, khoang lái chính của chiếc Vios này. Một chút ít sự thay đổi đó chính là chiếc chìa khóa này, một chiếc chìa khóa thông minh đi kèm nút bấm start stop, tay nắm cửa thông minh,
Và dĩ nhiên rồi, với chìa khóa này chúng ta sẽ có sẵn thêm một cái nút tích hợp để mở cốp. Đây là phần tay lái của Vios, một chiếc tay lái bọc da mạ bạc và được tích hợp đầy đủ các nút bấm, bao gồm chuyển kênh, chuyển bài và chế độ mode để chuyển. Tôi sẽ cùng khởi động lên. Chà, một chiếc đồng hồ hiển thị 3 vùng rõ rệt, khá là đẹp mắt. Và tôi vừa thấy một ký hiệu nhỏ, đó chính là hệ thống VSC cân bằng điện tử. Đây là một trong những điểm mới của Vios mà chỉ phiên bản này mới có. Ở phiên bản trước đó thì Vios chúng ta không có cân bằng điện tử, nhưng bây giờ thì đã tốt hơn rất nhiều. Điểm tôi ấn tượng trên chiếc Vios này so với bản trước, đó chính là cái bảng điều khiển trung tâm này. Chúng ta có thể thấy hai đường mạ bạc rất là rõ rệt như thế này, kéo dài xuống tận dưới, mang lại cái vẻ bề thế cho chiếc xe. Chính giữa là màn hình DVD, có đầy đủ tất cả cổng kết nối. Và đây là một chiếc màn hình cao cấp đến từ thương hiệu lớn Pioneer của Nhật Bản. Chiếc màn hình này thì khá là đặc biệt. Ở trên này các bạn sẽ không thể nhìn thấy khay để đĩa đâu. Khi tôi bấm vào đây, đó, có thể nói đây chính là một chiếc màn hình transformer. Nó sẽ chuyển động ngửa ra và lúc đó các bạn mới có thể cho đĩa ở vị trí này. Ngay phía dưới của chiếc màn hình DVD này là một hệ thống điều hòa tự động, được thiết kế lại hoàn toàn so với bản trước đó. Tất cả các vị trí nút bấm này rất là sang trọng và có màu xanh dương, một màu sắc thể thao cần thiết trên một chiếc Vios. Chúng ta sẽ có hệ thống điều hòa tự động, một vùng, một dàn lạnh. Tuy nhiên thì điều hòa của Vios trước này rồi vẫn rất tốt. Phía dưới chúng ta sẽ có thêm một khay để cốc, một hộc chứa đồ nhỏ nhỏ và một hộp số tự động vô cấp. Một hệ thống hộp số thông minh, tiết kiệm và cực kỳ bền bỉ. Đáng tiếc trên Vios đó chính là hệ thống phanh, thì chúng ta vẫn chỉ sử dụng phanh dạng cơ thay vì phanh điện tử. Có thể trong phiên bản kế tiếp thì Vios sẽ được trau chuốt hơn về vấn đề này. Tổng thể cái khoang cabin này của Vios thì không có nhiều sự khác biệt, và chiếc Vios phiên bản mới này chúng tôi cũng không đến từ những sự khác biệt ở trong khoang nội thất, mà cái chính chúng ta sẽ đến từ an toàn và các tính năng về vận hành. Tôi sẽ giới thiệu với các bạn ngay bây giờ. Về tính năng an toàn trên chiếc Vios thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn. Đầu tiên đó chính là hệ thống cân bằng điện tử và hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt. Đó. Với hệ thống này thì chúng ta sẽ yên tâm hơn khi vào cua, và đặc biệt là thân xe lúc nào cũng sẽ được giữ một cách ổn định. Ở hệ thống phanh trên chiếc Vios này thì chúng ta sẽ được bổ sung những công nghệ, ví dụ như là phanh ABS cho cả 4 bánh, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, cùng với đó là phân phối lực phanh điện tử EBD. Đặc biệt chiếc Vios của chúng ta hiện tại bây giờ được trang bị đến 7 túi khí cho tất cả các vị trí. Tôi sẽ chỉ các bạn lần lượt từng vị trí một. Vị trí đầu tiên, túi khí dành cho người lái. Vị trí thứ hai, túi khí dành cho hành khách phía trước. Các bạn nhìn vào chiếc airbag đây. Vị trí thứ ba, đó chính là vị trí ở đầu gối này của tôi, túi khí đầu gối người lái. Vị trí thứ tư, đó là túi khí rèm trên. Túi khí rèm này sẽ chạy dọc từ đây và xuống hết tất cả các vùng dưới này. Vị trí cuối cùng đó chính là vị trí ở bên hông của tôi. Đây, các bạn có thể nhìn thấy. Cũng tương tự, phần bên hông này sẽ chạy toàn bộ dọc xuống dưới. Và đây chúng ta sẽ có một chiếc xe cực kỳ an toàn theo tiêu chuẩn châu Âu. Đó chính là về chiếc Vios mới. Tôi vừa giới thiệu sơ qua với quý vị và các bạn về chiếc Vios G 2018-2019 thiết kế mới. Hiện tại chiếc Vios này đang được Toyota Thăng Long bán với giá là 606 triệu, đi kèm một chút ít về chương trình khuyến mại. Cụ thể khuyến mại thì mời các bạn liên hệ phía dưới. Còn về chiếc Vios này, cảm nhận của cá nhân tôi, xe chắc chắn hơn, dày dặn hơn. Duy nhất một điểm mà tôi chưa thấy hài lòng, đó chính là giá bán hơi cao so với dự kiến. Nếu chiếc Vios này dừng lại ở mức giá khoảng 586 triệu, tức là giảm 20 triệu so với giá niêm yết, thì tôi nghĩ chắc chắn
sớm muộn nó cũng sẽ trở lại đỉnh bảng xếp hạng để đè chiếc i10 của Thành Công xuống. Với chiếc Vios này, các bạn có thể được hỗ trợ trả góp tối đa đến 80% giá trị xe. Và dĩ nhiên rồi, thủ tục thì càng ngày càng đơn giản, lãi suất rất là thấp, chỉ có 6,99% một năm thôi. Bất kỳ thông tin gì liên quan đến chiếc xe này mà các bạn cần tư vấn hoặc là về thủ tục mua hàng trả góp, các bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo số hotline bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và bạn ở những clip tiếp theo. Xin cảm ơn.